Bóng đá luôn được mệnh danh là môn thể thao vua vì tính phổ biến và lối chơi kết hợp nhiều kỹ năng. Cụ thể ở đây là bạn phải tính toán làm sao cho quả bóng trong chân mình vào được lưới của đối thủ, phải giỏi môn điền kinh để chạy làm sao vượt qua được cái ông đang ở trước mặt bạn, giỏi môn tâm lý học để làm sao không chửi thằng đồng đội bạn vì những pha xử lý không thể đỡ nổi. Và hàng loạt những bộ môn khác mà chúng tôi không tiện kể tên ở đây. Chính vì vậy, để giúp cho việc kết nối với bóng đá một cách dễ dàng và đỡ mệt mỏi hơn, các tựa game bóng đá đã ra đời. Thay vì phải tuân theo những giáo án mệt đầu, thì giờ đây bạn đã có thể tự tạo ra những lối chơi thượng thừa chỉ mình bạn có như hi ha ha hoặc thằng nào mạnh thằng đấy đá. Nổi bật nhất trong mảng này chắc chắn là hai cái tên FIFA và PES với hàng tá những phiên bản game khác nhau trải dài suốt gần 3 thập kỷ qua. Nhưng ở Việt Nam thì PES có phần nổi trội hơn so với FIFA. Có lẽ một phần là vì PES đã từng thống trị trong những quán game năm xưa. Tuy vậy thì mọi thứ đã thay đổi phần nào khi PES bất ngờ bị xóa sổ vào năm 2022 để nhường sân cho một tân binh mới có tên eFootball. Nhưng mà nó tệ quá thể đáng. Vậy là FIFA dần dần chiếm thế độc tôn. Và năm nay chúng ta tiếp tục chào đón một phiên bản mới có tên FIFA 24. À không, giờ phải nói là EA Sports FC 24. Ngay khi khởi động FC 24, chúng ta sẽ được chứng kiến hình ảnh Erling Haaland cực ngầu với những pha đỡ bóng không chê vào đâu được. Bên cạnh anh là hàng menu gọn gàng được chia thành nhiều phần chơi khác nhau cho những con nghiện bóng đá thoải mái lựa chọn. Chỉ buồn cái là từ năm 2019 đến nay thì thanh niên này biến đâu mất rồi nhỉ? Quay trở lại với con cưng của EA lần này, tựa game đem đến nhiều chế độ chơi khác nhau mà bạn có thể dành hàng giờ liền để thi triển những bộ skill tinh túy nhất và đã mắt đã chân nhất. Đầu tiên chính là phần chơi quen thuộc và cực kỳ phù hợp để bạn giết thời gian trong lúc chờ thằng bạn giải quyết xong đống công việc gì đó của hắn. Đó chính là phần Learn to Play, nơi để luyện tập cũng như thực hành đống skill mà bạn đã thành thục suốt mấy năm qua, hoặc mới được một ông YouTuber nào đó chỉ dạy trong vài phút trước. Giờ đây sẽ là một sân vận động rộng lớn để bạn thoải mái đi bóng, tiện thể nã vài quả vào mảnh lưới đáng thương của vị thủ môn phía trước. Tiếp đến chính là chế độ kick off của game, nơi mà rất nhiều game thủ FIFA, ý tôi là FC, thường sẽ chọn chơi đầu tiên khi họ lần đầu đụng tới game bóng đá. Game cung cấp số lượng lên đến hàng trăm câu lạc bộ lớn nhỏ khác nhau từ các giải đấu hàng đầu trên thế giới. Một hình thức xả stress tuyệt vời để giao lưu cùng với đám bạn thân chí cốt. Vừa vào trận đấu, chúng ta sẽ được chứng kiến những cutscene cực phong phú về hình ảnh những cầu thủ giao lưu với cổ động viên, bàn nhau về chiến thuật và... sao lại? Hình ảnh các cầu thủ cùng nhau bước ra sân đâu rồi? What the? Còn nếu như bạn muốn hardcore và giàu tính cạnh tranh hơn một chút, hãy đến ngay về chế độ chơi tournament của game, nơi mà rất nhiều giải đấu hàng đầu trên thế giới đang chờ bạn tham gia. Hãy chơi, hãy cạnh tranh, hãy chứng tỏ cho các đội bóng trong game rằng mình là số 1, là bất khả chiến bại. Tiếp theo là phần chơi đã thay thế chế độ The Journey từ năm 2020, Volta Mode. Về cơ bản thì đây chính là phần chơi giống với bản game FIFA Street từng nổi đình nổi đám một thời vào khoảng thời gian 10 năm trước. Nhưng giờ đây nhà sản xuất đã đem đến những cải tiến đáng kể khi khoác lên một lớp áo mới với đồ họa tuyệt đẹp của FC 24. Người chơi sẽ được trình diễn những bộ skill thượng thừa của Neymar, Ronaldo, Messi trên sân đấu nhỏ nhắn đáng yêu futsal. Và bây giờ hãy đến với phần chơi được rất nhiều người hâm mộ FIFA chờ đợi mỗi năm, Career Mode. Chắc hẳn những con dân mê bóng đá chúng ta cũng đã từng mong muốn một lần trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp hoặc một huấn luyện viên hàng đầu phải không? Vậy chế độ này sinh ra là để dành cho bạn. Phần chơi đem đến những thiết kế cùng những bộ đồng phục khác nhau, chả thua kém gì so với những tựa game thời trang. Đảm bảo sẽ đem đến cho bạn hình ảnh của một vị huấn luyện viên hoặc cầu thủ ưng ý vừa mắt nhất. Đầu tiên hãy nói về phần chơi cầu thủ Player Career. Bạn sẽ được tham gia câu lạc bộ yêu thích của mình, chu du và trở thành nhân tố gánh team không thể thiếu trong đội. Hoặc vĩ đại hơn là trở thành một gót thế hệ mới bên cạnh những M10 và CR7. Thêm vào đó là có cơ hội được một huyền thoại bóng đá bất kỳ sướng tên trong lễ trao giải danh giá quả bóng vàng Ballon d'Or. Về chế độ Manager Career, quyền lực trong tay bạn đã lớn hơn bao giờ hết khi có cơ hội được giao dịch trên thị trường chuyển nhượng to lớn. Mùa Ronaldo ư? Chốt. Mùa Messi ư? Chốt. Mùa Neymar ư? Chốt. Mùa Mbappe ư? Chốt luôn. Chỉ có trở ngại duy nhất là liệu bạn có đủ tiền hay không mà thôi. Chúng ta đã nói qua về chế độ chơi được nhiều game thủ mong đợi nhất, nhưng đây vẫn không phải là chuyên mục được EA dành chọn sự ưu ái. Và bản tính của EA thì chúng ta cũng không lạ gì nữa phải không nào? Và Ultimate Team Mode mới là con át chủ bài mà hãng game này sử dụng để thu hút các game thủ. Chế độ này bao gồm hàng trăm thẻ bài lớn nhỏ khác nhau, trải dài từ các cầu thủ không mấy tên tuổi cho đến những huyền thoại sống của làng bóng đá. Tất nhiên là để nhận những chiếc thẻ với chỉ số cao ngất ngưỡng cũng không hề dễ dàng một chút nào. Và với đặc tính của EA thì, well, chúng ta đều biết chuyện này sẽ dẫn đến đâu mà. Đúng rồi, chúng ta sẽ phải ném tiền vào mặt EA để có cơ hội đem về những cầu thủ chất lượng nhất, từ đó lắp ghép thành một đội hình gắn kết nhất có thể. Đấy chính là một hình thức pay to win nổi tiếng của các game nhà EA. Nhưng chúng tôi vẫn phải công nhận rằng chế độ chơi Ultimate Team thật sự là quá cuốn. Gần như bạn có thể dành hàng giờ liền chìm đắm trong chế độ này. Vậy nên, đây có thể được coi là một hình thức vừa đấm vừa xoa rất tài tình của anh bạn EA. Bravo! Như thường lệ, tựa game bóng đá đỉnh cao năm nay vẫn đem đến cho bạn những cơ chế chơi cực kỳ ảo ma, như những cú sút phi logic. Oh,
handicap, đống skill mà bạn sẽ không thể nào nhớ nổi hết. Nhưng đừng lo, game vẫn sẽ cung cấp cho bạn một chút cải tiến đáng kể như yếu tố thời tiết, độ realistic của game. Game chơi vui phết đấy chứ. Với những yếu tố không thể thiếu như những bác chúa hề của game. Whoa. Công nghệ goal line. Vừa rồi là những yếu tố mà chúng tôi đã tổng hợp từ EA Sports FC 24. Mong rằng các bạn sẽ có cơ hội hiểu rõ hơn về những khía cạnh của tựa game lần này, đồng thời có thêm một lựa chọn lý tưởng về một game bóng đá để thưởng thức nếu như đã ngán FO4 hoặc quá chán với hiện trạng của eFootball hiện tại. Nếu bạn thấy video này hay thì hãy để lại một like và subscribe để ủng hộ chúng tôi ra thêm những video hay hơn nhé. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúng tôi là Đêm Chơi Game.